Sajini Thích Nữ Liên Phương, thế danh Nguyễn Thị Ngày, sinh năm 1933, quê quán Phù Cát, Bình Định, là thân mẫu của Đại Đức Thích Giác Nhàn. Cô bà xuất gia tu hành theo Phật đã từ lâu, cũng là người mà chúng con hằng quý kính. Cô bà xuất gia với sư bà Hải Triều Âm, được đặt pháp danh là Liên Phương. Vào năm 2000, Đại Đức Thích Giác Nhàn bắt đầu đến chân núi Voi và thành lập tỉnh thức Quan Thế Âm với tâm nguyện là hiếu dưỡng cha mẹ. Vào năm 2007, Đại Đức Thích Giác Nhàn đã cung thỉnh cụ bà về tỉnh thức Quan Thế Âm để phụng dưỡng và cùng tu tập với đại chúng. Sau đó, Đại Đức Thích Giác Nhàn đưa cụ bà về viện chuyên tu để tu tập. Ở đây được sự động viên của thầy nên cụ tu tập rất tinh tấn, câu Phật hiệu luôn để trên môi và niệm thầm trong tâm. Một ngày cụ công phu niệm Phật 4 thời, luôn tinh tấn để mong hết báo thân này được vãng sanh về Cực Lạc. Tuy tuổi đã ngoài 80, nhưng cụ vẫn tự nấu ăn, giặt đồ và chăm sóc cho cuộc sống của mình. Theo định luật vô thường, bèo hợp rồi tan, hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, hết duyên xung vầy thì phải biệt ly. Vào cuối năm 2015, tuy sức khỏe của cụ đã dần dần yếu đi, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo và sáng suốt. Vào lúc 17 giờ 10 phút chiều ngày 17 tháng 7 năm 2015, nhằm ngày 2 tháng 6 năm Ất Mùi, cụ bà đã nhẹ gót ra đi về với Phật trong tiếng chờ niệm của đại chúng viện chuyên tu. Sau khi mất được 8 tiếng, ban hộ niệm tỉnh thức Quan Thế Âm bắt đầu kiểm tra thoại tướng thì thấy nét mặt hồng hào, đỉnh đầu ấm, tay chân mềm mại như người còn sống. Hơn 20 năm tu hành nhờ công đức niệm Phật mà sau khi hỏa táng, cụ đã để lại xá lợi rất đẹp. Đây là minh chứng cho tâm thanh tịnh của người buông xả vạn duyên, lão thật niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Học theo tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, Đại Đức Thích Giác Nhàn tổ chức cộng tu một đêm, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, phóng sanh và cúng dường chay tăng để đem công đức này hồi hướng cho cụ bà Sajini Thích Nữ Liên Phương cùng chư vị hương linh trong khắp pháp giới cùng vãng sanh Cực Lạc. Chim con mến cánh
đời con, mất mẹ tuổi con xanh, khăn tang con lặng bước giữa trắng đen trong cuộc đời. Mẹ ơi, yêu thương nào cho con trong cảnh đời nổi trôi, bơ vơ con lạc lối. Giờ đây tha thiết nguyện cầu xin, xin yên vui đời sống giữa thế nhân bao tội tình. Mẹ ơi, hương châm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Châm trước mộ nguyện xin, mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài, nhớ thương muôn đời ôi nhớ